đi thì dịnh. À, là lên con hang là mình phải đu vậy đó hả? Lên thì đu người, còn xuống thì phải theo người. Đây, thì cứ từ từ. Rồi, chị cứ đi thẳng lên, chị để chạy nhanh đi, chạy lên. Dạ. Chạy nổi không? Chạy không nổi được thầy. Lù gù đi. Xin lên, lên đi. Rồi. Ok. Chưa cảm giác là sao phải không? Nghe sao? Nghe trong nó rã cái người ra thầy. Nghe ra, bây giờ nhấc lên. Nghe lòng phơi vỡ hết phải không? Dạ. Rồi, quay qua đây đi. Quay đây thầy. Đúng rồi, quay qua đây, quay đây. Đó, quay, quay đằng kia quá. Đó, rồi. Mỗi chân này thẳng ra, chân này cong vô. Đó, vậy đó. Đừng có sợ té, nó cứ đi nè. Đừng có sợ. Đó, ok. Rồi. Dễ sợ thế, quay qua. Còn đây. Đây. Đó, chích chích lên lên. Đó, đừng có ngại. Bỏ cái này đi ra. Dạ. Chúng ta phải xếp lên vậy mới được. Rồi, bỏ chân lên. Rồi, dịnh dung cho thầy cho nó. Ê, bà này là phải dùng hết sức. Hết sức. Đó. Hả? Xích xích ra chút xíu. Sao người kêu làm gì nhà ra? Không có. Mình làm hết gà nha. Hết gà. Hết gà. Hết gà. Rồi, bây giờ bớt cho mặt chưa? Để nghe cái đầu nó nóng lên thầy. Để nóng lên bớt nha không? Máu lên não rồi hả? Yeah. Rồi, làm đây. Rồi. Mà là đem cái công sức mình ra để giúp đời ha. Ra là đừng có lo. Mà bấm cái này ba đâu có đau, nãy ba đâu có nói gì. Đây là cái cơ hội. À, ông phải lúc nào cũng được qua được học đó. Nè, hai ông bài học xong tới giờ tới cuối tuần như tới bảy nhật xong là thấy người khác hết rồi. Được. Thầy ơi chạy luôn cầu thang thầy ạ. À. Không vịt không đu. Dạ. Không vịt không đu. Không vịt nữa. Không vịt không đu. Bớt đau là nói rồi. Cái tài phản ứng đi một cách bình thường, dạ hữu còn sao thú dạ. Và là chân bước một cách bình thường và đi rất nhanh này. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.